Đang à, chúng kỹ quá không ai kiếm được. Cô đơn lẻ bóng không có gì các bạn ơi. Bị bắt rồi. Anh Bảo bị bắt rồi hả? Bắt hết. Em tụi anh Bảo là phải cuối cùng chứ. Bị đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tạo điều kiện để cho người ta kiếm được mình. Chứ bây giờ mình đứng là không ai thấy nè. Ồ, ai về ạ? Ồ, quản lý ba. Quản lý ba. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn bị kiếm được chưa? Em bị kiếm rồi. Em kiếm được chưa? Rồi. Tới tôi chưa ai kiếm tôi hết. Tôi ngồi đây luôn. Em không ấy. Đúng rồi. Vì lý do đó. Mẹ tôi cái con chết tôi đau sợ với các bạn ngày hôm nay. Hello em. Ờ em đi đâu nãy giờ? Ôi dạ. Trời ơi, tôi biết gì nó xuống đây sớm rồi trời. Làm sao chứ anh, hồi nãy em đi ngang qua mặt anh luôn đó. Em chào anh. Hello. Yeah. Rồi, sau một khoảng thời gian vất vả tìm kiếm từ trên lầu xuống dưới đất. Nhiệm vụ của mình là nhanh, khỏe và khéo. Hai đội chơi thi đối kháng với nhau, kiểm tra sức khỏe và sự dẻo dai của các thành viên trước khi... Nhanh quá mọi người ơi, mới ngày nào mình còn là ma mới mà bây giờ hôm nay mình thành ma cũ rồi nha. À, hôm nay thì không biết là mình sẽ gặp lại anh ma cũ nào đây, hay là chị ma cũ nào đây, trông ngóng. Dừng chị. Anh chào Dương Chi lừa đảo. Em đã ngây thơ trong sáng lắm rồi, nhưng mà bây giờ cái nét đó hết rồi. À, bây giờ hôm nay á, em có thấy một cái nhiệm vụ. Cái gì đây? Em đọc đi. Em đọc chữ hơi dấp đó nha. Đây em đọc cho. Chứ mình nghệ sĩ mà mình đọc bị dấp kỳ lắm. Trước tình trạng là có 4 thành viên rất có nhu cầu muốn gia nhập biệt đội và đang ở trong tòa nhà của chúng ta, hai bạn có sẵn sàng đón nhận họ vào biệt đội không? Hãy đứng lên và phải đi tìm ra họ ngay bây giờ đi nào. Họ đang lấp ló tại một nơi nào đó. Cố lên. Bây giờ trước mắt là anh, em chia hẳn hai đội luôn đi. Anh không muốn chơi với em nữa luôn rồi. Anh, sao vậy? Vậy em anh chia nha. Giờ mình đi kiếm nha. Tăng, hơi tăng, đi tìm tăng, gì tăng. Hơi khó nha mọi người. Nay đầu tóc đẹp không? Thử kiếm gái đẹp mới được. Anh trai. Cho em hỏi là anh đây toilet đâu vậy anh? Hả? Cái tấm đồ này đẹp phải. Tấm đồ để phải. Ủa anh hỏi thăm luôn á hả? Anh đi hỏi toilet là anh bị mất toilet. Anh mới vô làm hả? Anh thiện lành quá vậy anh ơi. anh biết nói chuyện không? Anh trong giờ làm không được nói chuyện. Trong giờ làm không có được nói chuyện ông ơi. Kiếm hơi khổ anh, hơi cực á. À, cái chương trình Én Vàng đợt vừa rồi nó như thế nào anh? Anh vừa nói là cái cặp mắt này em không lừa dối được anh đâu, bỏ quên à. Thế này nữa nè anh à. Thế này nữa nè. Cái mặt trong này với cái mặt cái ơi sao kỳ quá ta. Nguyễn Nhân Cương hả? Ừ. Mày nói là Nguyễn Cương. Đây, vậy là đây sẽ là một thành viên của Quán Cầu Tiên. Anh
đầu thì vô đây. Ủa? Bạn Hiền, bạn làm gì mà bạn thấy tôi với bạn đứng lên bạn lao vậy ta? Bạn làm hay lâu chưa? Ủa sao hôm nay đi làm mất kịp động nha. Người đó không phải đâu. Đi ra chỗ khác cho tôi làm gì đi bà ơi. Tìm ai mà lộn người trời. Đi lại nói nghe là biết rồi. Thôi chỗ này đang xịt kiểu nhiều hoa lắm, đi ra chỗ khác đi nha. Cho chị còn cái khẩu. Không được, corona. Không có như vậy được. Rõ là được rồi đó, hết dai rồi đó. Về lại kêu mấy anh mấy chị cho cái mắt kính đen nè, thấy không, trời ơi lộ nguyên vùng trời bình yên luôn nè, kim tiếng. Wow, ở đây là cái kho hả anh ơi, anh trai ơi, ở đây là cái kho hả? Kho anh, kho được buồn. Ủa sao anh bảo vệ chỉ toilet gì trong này ta? Con lấy trong kia anh thôi. Ở đâu? Ủa bên này mình dọn để làm gì? Chuẩn bị quay hả? Chuẩn bị sơn anh ạ. Chuẩn bị sơn lại mấy cái dụng cụ đây này. Sơn đạo cụ á hả? Sơn đạo cụ ạ. Em vô đây làm lâu chưa? Em mới ạ. Mới? Vâng, mấy anh ấy bảo em vào đây sơn lại cái đạo cụ. Ở đây mà chắc quá ha, đeo bằng tay rồi. Chỗ này cũng không cấm hả? Đâu anh nghe nói là giám đốc có đây cấm mà. Không ạ, em thấy mọi người dễ lắm. Thôi ơi, mình giấu giếm thân phận nhau làm gì nữa. Mình giấu giếm nhau làm cái gì. Ôi, hello anh. Chào rồi. Thấy chưa, em ngụy trang tốt quá à. Em đứng cho mà em thấy anh ngó vào đây rồi mà không thấy anh đi vào thế này mà chắc là thoát rồi. Đang à, chúng kỹ quá không ai kiếm được. Cô đơn lẻ bóng không có gì các bạn ơi. Bắt rồi. Anh Bảo bị bắt rồi hả? Bắt hết. Em tụi anh Bảo là phải cuối cùng chứ. Bị đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tạo điều kiện để cho người ta kiếm được mình. Chứ bây giờ mình đứng là không ai thấy nè. Ồ, ai về ạ? Ồ, quản lý ba. Quản lý ba. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn bị kiếm được chưa? Em bị kiếm rồi. Em kiếm được chưa? Rồi. Tới tôi, chưa ai kiếm tôi hết. Tôi ngồi đây luôn. Em không ấy. Đúng rồi. Vì lý do đó. Mẹ tôi cái con xem tôi đau sợ với các bạn hôm nay. Hello em. Ờ em đi đâu nãy giờ? Ủa vậy hả? Trời, tôi biết gì nó xuống đây sớm rồi, trời. Sao chứ anh, hồi nãy em đi ngang qua mặt luôn đó. Em chào anh. Hello. Yeah. Rồi, sau một khoảng thời gian vất vả tìm kiếm từ trên lầu xuống dưới đất, nhiệm vụ của mình là nhanh, khỏe và khéo. Hai đội chơi thi đối kháng với nhau, kiểm tra sức khỏe và sự dẻo dai của các thành viên trước khi gia nhập biệt đội. Thử thách 1, kiểm tra độ khéo léo. Nói về bóng đá em là đỉnh rồi. Ủa vậy hả, anh có bóng đá hả? Có. Well. Vớt cá tiếp sức em à. Cái gì? Không hề dính cá gì luôn. Trước khi mà chưa tìm được cho em á, thì anh là Dương Chi là có thân đội rồi. Thì anh là người tìm được Bảo Quân và Nicky đầu tiên. Rồi. Thì hai bạn này sẽ về đội của anh. Còn cô bé hậu đậu này sẽ là thuộc về đội của em. Đây nha, bây giờ mình đi vô nha. Cái gì đây? Cá à? Thử cá
thử thách sức khỏe là đây đây hả? Vớt cá bằng giấy trong khoảng thời gian 2 phút, đội nào vớt được nhiều cá hơn đội đó sẽ thắng. Quản trù tiền ra cái gì? Ra cái này. Đó, quản trù tiền ra cái gì? Ra cái này. Như vậy. Ừ, ghê rồi, ghê rồi. Quá tâm nha, quá tâm nha. Quản trù tiền ra cái gì? Ra cái này. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Được rồi. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3. Vô nè. Mình đừng có nhảy như được không ạ? 1, 2, 3. Thôi ai ai trước đi rồi mình tới lượt sau. Đúng tin luôn á. Mình tới lượt sau. Bây giờ nè, bây giờ em đá gì? Em ra kèm mà anh không ra. Ok, bây giờ đang cuốn nè. Em ra bao rồi. Ok. 1, 2, 3. Ok. Đó. Nhanh không? Nhanh không? Đâu có thời gian không? Rất là thành thật. Rồi xin mời đội đen đi trước. Mình đi trước. Nè em, của em nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Bé ơi. Vậy là bây giờ mình có lợi thế, bên đây quần cho con cá nó mệt rồi. Cái này mình lắc chứ. Nhẹ thôi. Và bên trên cá hết bơi. Nhẹ thôi. Wow. Ôi, 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 em rớt một lần 5-7 con đó Bi. Đừng có nhảy, này nhẹ cho quýnh nè. Đừng nhảy cho con, ngoan 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 nha. Ơi bắt đầu. À biết cái cách rồi đó. Quay chỉ tụi anh luôn á. Còn 30 giây. Nó gắt là bây giờ mình bút được rồi quý vị ơi. Đừng có chỉ anh ơi. Chỉ gắt rồi hả? Không không hay nổi lắm nhưng mà nãy giờ đã bút được con nào đâu. Đổi không anh, đổi không? Đổi gì? Thôi bây giờ nó gắt rồi. Đổi giờ em đổi giờ kìa. Đừng nhảy. Hết thời gian. Vâng, tụi em có 3 con, ấy là 4 con. Không sao, nhưng đó là một kỳ tích rồi. Em đố anh là lấy được có tầm 6 con đó. Rồi, bây giờ sao anh làm nhiệm vụ này nhá. Anh được. Ok. Hiện tại bây giờ ở nhà của Quách Ngọc Tiên thì cũng đang có 3 cái chậu nuôi cá. Chắc là cái đẳng mà vớt cá của mình cũng nhiều. Wow, anh xin anh á. Để cho coi. Đó nè. Theo chiến thuật rồi. Trời ơi, sao nhanh dữ vậy? Không hay cái gì trời. 1. Được chưa? Cao đao liền. Trời ơi chết rồi. Sao cơ hai con? Sát vô. Sát quanh kia đi. Đừng có nhảy lên con ơi. Lần hai con luôn. Hai con rồi nha. 4 con nè. Ơi cái số nó bằng mình, cái số cá bằng mình rồi. Rồi thẳng lên đây nè. 5 con nè. Mình rớt nữa mình thắng rồi. Bây giờ mình làm kỷ lục đi anh. Bây giờ đến cái trò thứ hai này nữa, còn chơi gì nữa? Trời ơi. Hết đất đồng đội. Trời ơi, hết đất hả? Em một cây. Ba thành viên phải thực hiện động tác hết đất theo hình ảnh đến từ ban tổ chức. Mỗi đội sẽ có thời gian thực hiện thử thách trong vòng 2 phút. Đội nào thực hiện nhiều lượt hết đất hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Rồi, quan trọng bây giờ ban tổ chức đưa cái hình ảnh như thế nào. Bây giờ cho ý kiến đội bên đó muốn như thế nào thì nguyện vọng của mình sao nói ra đi. Thôi cho bên kia chơi trước đi ạ. Bây giờ bên anh chơi trước chơi sau thì cũng thắng vòng thi đấu thứ hai nữa. Nhưng mà quan trọng là anh trước để em biết được là anh được bao nhiêu cá chứ. Ủa rồi bây giờ mình chơi cho ship hình luôn hả? Bây giờ Bảo là người trụ đúng không? Em trụ. Rồi khởi động anh em ơi, khởi động đi, để cẩn thận béo cây hết. Ôi chết rồi. Em đang bị chấn thương tay. Vô thế đi mọi người. Giờ chân của Jicky lên trước đi. Anh để vào đâu? Để đây. Đây nè. Đầu để đây hả? Lẹ anh ơi. Nè. Chơi ngon nha. Ủa em nào có nghĩ nó nặng vậy? 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 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 7, 10, 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 10
anh ơi. Thở đi. Rồi tiếp là giảng đó. Rồi nhớ nè. 16 giảng cơ hoành luôn rồi. Chết rồi mọi người, em sợ tí nữa em cười em không có dám nổi luôn. Anh chấp rồi, em được 15 cái á. 15 cái là khổ. Không anh ơi, khoan bây giờ gồng sức đàn ông lên. Tụi em phải tính chiến thuật trước đi. Không, chiến thuật trước đó là anh nãy giữa là lên trước. Chiến thuật của tụi em không có gì hết. Chưa nghe đừng lên đích nha, đích nặng đích lắm. Khó công anh này nè. Mới có hai chân rồi. Thôi xong rồi, xong rồi. Rồi, nào tụi em. Một cái duy nhất nào. 1, 2, 3. Tụi em gài mà. Đó, bắt cười quá. Có thời gian rồi. Lẹ lên à, 30 giây nó trôi qua. Trời chơi tập thể lực quá à. Rồi, giờ lên. Đây, anh giúp em nè. Rồi. 1, 2, 3. Ủa sao vậy mọi người? Em còn đang sung sức lắm nè. Ủa mày nha. Ủa mày chụp luôn rồi á. Ủa nè, vô nè. Đấy, tội nghiệp đi. Mời. Ây da, mệt ơi, mệt. Không, anh nghĩ em nên tuyên bố thua non đi. Ok. Thôi. Mình chưa sức, mình chơi mấy game sau. Mình chưa sức. Mình chơi mấy game lý trí á, mấy game mà thông minh á. Giờ sau 20 phút thì đội em cảm thấy là mới như là đủ đai thôi. Mới khởi động thôi. Khởi động thôi. Ơi. Đội thua sẽ bị hình phạt. Thôi mình ăn cái gì đây? Ba thành viên đội thua sẽ phải thực hiện các tư thế yoga độc đáo đến từ ban tổ chức. Sau khi anh xem tất cả các tư thế yoga từ ban tổ chức đưa ra thì anh nghĩ tụi em mỗi đứa nên gọi một chiếc xe cấp cứu nằm sẵn ở đây. Tại vì các tư thế này có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Đây, và đây là tư thế đầu tiên. Ai sẽ là người làm tư thế này? Cái này mà yoga gì, cái này là uya gì? Theo em đây là tư thế gì? Dạ, tư thế này theo em đặt tên nó là tên uya đau quá. Uya đau quá. Lúc nào khó lắm á. Khó lắm đó. Anh bỏ xuống đất thì dễ hơn. Cứ méo sao mà méo được thì méo thôi chứ sao. Sắp tới em có đang đi dự án gì không vậy? Sắp tới chứ. Em được làm nhà chính sức hơn em nha. Đây để giữ ghế cho để nó bị trôi á. Đó. Rồi, đây tư thế khỉ hách cà. Đi ra. Đấy là qua được mọi người. Bây giờ tới tư thế. Wow. Trời ơi. Dễ dữ ta. Hai. Rồi thế em thôi nè. Không phải phải đỡ bé này. Rồi, nàng tiên cá mới cặn. Xin mời. Bể đầu bây giờ. Phải giơ chân lên trời nữa nha. Cái này nó dơ quá mọi người. Phải giơ một chân lên trời, giơ một chân lên. Đúng rồi. Thẳng lên, thẳng lên. Cái tay sát vào. Đúng rồi. Rồi thẳng cái chân này lên luôn. Trời ơi, em xuống phim nhộn quá. Bỏ bỏ con bé luôn. Bị phạt mà tự hào quá mọi người. Ba người trốn sẽ được dán bản logo của chương trình phía sau lưng áo và tiến hành đi trốn. Người tìm quấn ba quả bóng trên người phải tìm ra người trốn và giật bản tên. Đội đi trốn nếu bị phát hiện mà chưa bị giật bản tên có thể lật ngược thế cờ bằng cách làm nổ quả bong bóng trên người đi tìm. Hết 10 phút, đội nào trốn được lâu hơn, đội đó giành chiến thắng. Các thành viên đội thua sẽ bị quấn bong bóng quanh người và đội thắng là người nổ bong bóng. Bây giờ tất cả mọi người đã hình dung ra được thể lệ cuộc chơi của mình rồi chứ. Bây giờ bên em là muốn trốn trước đúng không? Thôi để tụi mình trốn đi. Bây giờ tất cả mọi thứ đã trong tư thế sẵn sàng.
bên kia đã đỏ rồi, nail logo ở phía sau lưng rồi đó. Và ba anh em Tuyên, Bảo, Nicky bóng đã có bóng sau lưng. Ba chân bóng đó. Bây giờ cho tụi em 3 phút để tụi em trốn. Ok, đi luôn mọi người. Rồi, 3, 2, 1, trốn. Ủa, ba đứa trốn 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 trốn. Cái chuồng đó. Khoan, bây giờ là anh em mình phải chia chiến lược ra nè. Đội ở bên đó là... Mình chia khu đi. Bi mắt là khỏe nhất. Mình phải quỷ diệt Bi mắt trước. Theo anh thì nên đi cùng với nhau hay là đi ba? Đi cùng, một, đi cùng, em nghĩ đi cùng. Để anh em mà tự bảo vệ nhau đúng không? Tôi cảm giác anh em mà yếu. Chúng chúng nhớ đi nha mọi người ơi. Chắc không ai thấy đâu, nhập tí tiếng mẹo mà tới nhớ che che em nha. Không thể nào trốn dễ dàng như vậy được đúng không? Em nghĩ là trong mấy cái cánh cửa màu kia vậy. Khóa cửa hết rồi. Ở đây đâu? Anh nghĩ là bên này, bên này. Đi kiếm mỏ đi, đi kiếm mấy cái cửa mỏ đi. Cửa mỏ, cửa mỏ bên này nè. Chào những người anh em. Mọi người làm việc vui vẻ. Nãy giờ có ai ở đây không vậy? Ai ở đây thì lo đến nghe. Chiến dịch đi săn. Kiếm gì trong tủ vậy? Anh xin lỗi anh làm phiền cái nha. Có ai đây không vậy? Đừng chơi giống nha. Có ai đây không vậy? Đây là người ta đang họp. À đây họp. Có phòng họp. Có không? Có không tụi em? Anh cảm giác ở đây như là hết rồi đó. Vậy là bên kia mình bỏ đây đi thì chỗ khác. Để em nghĩ thời gian bỏ. Tấn công anh kia. Hôm chống lại tiếp nha. Em nuôi lại.
Hồi nãy mình vô phòng đó mà đâu thấy ai đâu ta. À, đoạn này nghỉ chắc không cần 3 phút đâu, vừa vô đây dí liền luôn đi. Ông đã sau cửa nhá. Em bên bờ thiệt sợ lắm luôn, bên đội kia ba ông như ba con trâu nước, nghỉ nó chết. Mà nãy em nghe lén là đoạn chia sẻ trốn cùng một chỗ để có gì đột kích tấn công phát một luôn. Mà bên mình thì nhỏ nhắn xinh xắn thế này, sao mà đấu lại ba ông kia. Đấu được hay là đấu, bây giờ mình là hai rồi, bây giờ mình đấu được ba người mình thắng. Hai là đúng không? Ồ. Thì phải kiếm được cái phòng máy. Và phòng máy nằm ở dưới. Em nghĩ mình vậy. Mình có ghi cái phòng kỹ thuật thì mình vô phòng kỹ thuật mình coi. Bên đây là đường cùng, đúng không? Đúng không? Bên đó là hết đường đi rồi. Bây giờ anh em mình đứng đây đối đầu luôn nè. Vừa vô là mình bỏ chạy thôi. Không vô rồi. Sao được? Không được. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Bởi vậy tôi nói rồi là khỏi cần trốn, khỏi cần 3 phút. Vô là dứt liền luôn. Mấy kỳ trời lẻ đó chứ. Đây, đây, đây. Dạ, em mất vài món đồ. Em có màu đỏ. Ở đây có màu đỏ không? Không, màu hồng á nó. Cái này đâu phải tập 3 đâu. Tôi đang đứng đợi đây đúng không? Tôi đang đứng đợi. Em biết ở đâu luôn á chị. Thì đằng sau lưng mình chứ ai em. Đúng rồi. Bây giờ là người ta đang đứng đợi luôn chứ người ta không có. Ờ biết sao không? Tại vì hồi nãy lúc mà chuẩn bị vô á là họ nói là thôi không cần đếm đâu. Thôi bây giờ mình đứng đi cho đợi nằm mệt rồi xong mà ra mình quẻ luôn. Ờ. Khi mọi người coi cái chương trình này là mọi người biết rồi. Tất cả những âm mưu của mọi người chúng ta đã nắm trong tay. Quan trọng là chúng ta muốn khui không. Ê thiệt luôn, ba ông đứng kìa, ba ông đứng kìa vậy là mọi người sợ quá. Đứng dậy lấy hình nữa mà bây giờ mà không ai lấy hình nữa. Ba anh chờ ngon vô đây kiểu vậy á. Okay, okay, mình vô đi, biết rồi, biết khổ rồi. Mẹ ông đang đứng đây bắt. Ê bắt đầu phân công nè. Bắt đầu bàn tán cái kiểu bắt đầu thấy lâu quá. Bắt đầu thấy ủa sao nãy giờ không gặp kiếm mình á. Không nè, bây giờ nè, em nói tôi nghe nè, bây giờ chia ra nha. Anh thấy mấy đứa đi bóng đi qua rồi đó. Đứng cái gì mà rồi. Tại sao phải trốn? Đúng rồi, bước qua cánh cửa. Ok, quay luôn mọi người. Quay luôn, chơi luôn mọi người. Ủa, sao người phiền vậy? Run. Rồi anh em mình là thứ mười năm mới cái đây anh em ơi.